Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc hơn 300 cử tri là đại diện cán bộ, hội viên, hội nông dân và chủ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diện Trường. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm, chỉ đạo các bộ ngành đầu tư nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án phát triển bền vững thành phố Cần Thơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án phát triển thành phố Cần Thơ tăng cường thích ứng khả năng của đô thị theo quyết định của Thủ tướng đã mang lại nhiều hiệu quả về xã hội, hiệu quả về môi trường, cải thiện đời sống của người dân vùng nội ô thành phố. Tuy nhiên, kết quả bước đầu trên chỉ mới thích ứng và bảo vệ được hơn 10% diện tích vùng trong trọng tâm, khu trung tâm thành phố và ven trung tâm vẫn còn nhiều nơi ngập sâu. Thì báo cáo với quý đại biểu cử tri thì đối với dự án này thì lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo và yêu cầu hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền. Mà hiện nay thì dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cũng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy ý kiến của các sở ngành thành phố và đang trong quá trình tổng hợp và đã cơ bản hoàn thành, sẽ trình cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và báo cáo với Thành ủy chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan hỗ trợ việc thực hiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo nghị quyết số 45 của Quốc hội. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Hội viên nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã v.v. rất mong trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ sớm được thành lập để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản. Đây là một cái mô hình thí điểm mới và chưa có tiền lệ, do đó là về cái quá trình thành lập, xây dựng, thành lập đề án thì phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch của thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 tới 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nên cái việc xây dựng và xin ý kiến góp ý của các bộ ngành để hoàn thiện đề án và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải mất nhiều thời gian theo cái quy định. Và ngày 9/9/2024 thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có tờ trình số 6632 để trình Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có chính sách hay dự án cụ thể đầu tư hỗ trợ các hợp tác xã nông dân về máy móc, trang thiết bị, công nghệ, hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, các trung tâm logistics ở các vùng sản xuất lúa chuyên canh, cũng như Chính phủ có cơ chế, chính sách cụ thể về tín chỉ carbon để tăng thu nhập cho nông dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin, giải thích thêm những vấn đề cử tri quan tâm. Trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ và là đại biểu Quốc hội, Thủ tướng hứa sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thực hiện tốt nhất trọng trách của người đại biểu nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội của Cần Thơ thì cũng cam đoan với lại cử tri là làm hết trách nhiệm của mình, mang cái ý kiến, mang tiếng nói của bà con cô bác, không những là của thành phố Cần Thơ chúng ta mà còn của cả vùng nữa, vì chúng ta là trung tâm của cả vùng. Đến với lại kỳ họp Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến rồi xây dựng thể chế rồi quyết định các cái vấn đề lớn của đất nước.